một, hai, ba. Nhà mình vừa mới nhận được nút bạc này mọi người. Lần đầu tiên nhận nút bạc. Lần đầu tiên nhận nút bạc. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người vì có mọi người mà nhà mình đã nhận được nút bạc này. Đi cảm ơn mọi người đi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người. Cuối cùng kênh thì đã đạt 100.000 sub rồi. Yeah. Gia đình mình cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Nhờ có mọi người mà gia đình mình đã được đạt 100.000 sub rồi đó. Để ăn mừng 100.000 sub đó thì hôm nay nhà mình đã quyết định là đi Unibà Osaka nha mọi người. Nhà mình hôm nay cho cả đuôi đi mọi người ạ. Đuôi đến đây thì nhìn bao nhiêu là đồ chơi, trò chơi, đuôi thích quá. Ở đây thì rất là đẹp, nhưng mà có một cái khi mà quay video ấy, có một cái điểm trừ là quay video ấy thì nó sẽ bị tiếng ồn vào ấy. Nếu mà có ồn một chút ấy thì mọi người cố gắng xem nha. Mình không nghĩ ở đây nó lại ồn như thế. Lần này là lần thứ hai mình đi rồi đấy. Mình cũng có mang mic đi theo nhưng mà cái mic thì nó không được và ok cho lắm ấy. Mặc dù nó hơi ồn một chút ấy, nên mong mọi người thông cảm nha. Tối ở đây là có cả Halloween nhé mọi người. Mùa này Halloween nên là tối nay sẽ được xem các tiết mục của Halloween hay lắm. Đây thì cũng là lần đầu tiên Duy đi đến đây ấy. Duy thích lắm. Kiểu như là lần cái gì cũng muốn chụp ảnh ấy. Mà các chụp ảnh bình thường như là trẻ con nó sẽ hay sợ ấy, nhưng mà Duy cứ nhảy vào chụp ảnh thôi. Không biết lạ luôn, cứ nhảy vào chụp. Sáng mình đến 6 giờ mình đã xuất phát từ ở nhà đi rồi ấy. Nên là bây giờ cũng là tầm gần 12 giờ ấy. Hơi đói một chút. Nên là chắc là mình sẽ đi ăn trưa trước, xong rồi sẽ đi quay cho mọi người xem nha. Ở đây thì có cực kỳ nhiều trò chơi luôn đấy. Không chỉ là riêng trò chơi của trẻ em đâu nhá, mà trò chơi của người lớn là rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay ấy, thì nhà mình đi có đuôi ấy, nên là chắc ấy, mấy cái trò người lớn ấy thì là một trò chơi mạo hiểm của người lớn ấy chắc là không chơi được. Nên là chắc là chỉ cho hôm nay cho đuôi đi chơi được thôi mọi người ạ. Kara-chan, Rui-chan to isshu ni sashin toru kara. Rui, Rui, đây. Yeah.
Bây giờ cả nhà mình sẽ vào kia chơi nha mọi người. Cá chả tôi đi chả. À xanh nhỉ. Đây không đủ chiều cao để chơi rồi. Đây không đủ chiều cao để chơi à rưỡi. Sao đây đem mỗi giờ được một đẹp. Hello. Bây giờ mình đang đi tìm chỗ chơi. Vì là đuôi không đủ chiều cao nên là khá toàn bị giới hạn thôi mọi người. Toàn là những cái trò không chơi được thôi. Nên bây giờ sẽ phải đi tìm những cái trò mà đuôi có thể chơi được. Đuôi cá mập này, cá mập sợ lắm. Cá mập đấy, đi sợ không? Sợ không? Cá mập đi. Anh chưa bay không? Đang đi mắt gì? Cá mập sợ không? Đây là cả nhà mình đang đứng đợi khoảng 40 phút là sẽ được lên thuyền chơi nha mọi người. Cái này thì cho Duy có thể đi được nha. Nè, đợi đông lắm. Vừa đấy mình chơi cái trò kia, đi lên thuyền nhưng bắt đầu là thuyền nó chở nó chìm xuống ấy, xong bắt đầu con các cái con cá mập to lắm, xong nó bơi dưới nước xong mà nó sồ lên ấy, đuôi sợ. Đuôi đi qua cắt tớ, sao mày mít tớ? Sợ gì sợ? Papa gây áp suất ta. Papa cứu. Đi sợ con cá mập à? Bây giờ đi xem Harry Potter nhá. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi qua Harry Potter xem nhỉ. Bây giờ mình sẽ vào trong khu Harry Potter này chơi nha mọi người. Ở đây thì nhiều chỗ không được quay phim cho bạn nhé mọi người. Chỉ được quay ở ngoài thôi. Khi mà vào chơi ấy, thì nó có những cái nguy hiểm ấy. Sợ giật mình xong mình làm rơi hết điện thoại ra ấy. Nên là thường sẽ cấm quay quay phim chụp ảnh mọi người. Đấy mọi người vào đây đã nghe thấy nhạc Harry Potter chưa? Ai mà xem Harry Potter này, thì nên đến đây một lần nha. Đấy, trong này này. Và đây là Harry Potter này mọi người. Ra chào. Chưa đây thì vào được con mà đấy. Sợ không? Mình không nghĩ là nó mua xong cái cây gậy này lại còn có chỗ để thử luôn đấy mọi người. Phải làm chuẩn thì nó mới ra nha mọi người. Cái bạn mặc áo trắng kia bạn đang làm kìa. Đấy, làm chuẩn là nó sẽ vun lửa này.
Đây thì mình đang ở chỗ khu vui chơi của trẻ em này. Vui trời nắng dã man mà nó người nó còn đông ấy, chơi cho nắng phải xếp hàng thôi mọi người ạ. Đây này, đưa này, đi đi ra chơi Snoopy đi. Đây ai sử dâu này, kem dâu này. Ok, đi ăn kem không?乾杯。乾杯。10万フォロー、おめでとう。おめでとう。はい、おめでとう。乾杯。 Bây giờ đứa cũng ngủ rồi ấy, nên là mình cả Kanako ngồi ăn được thong thả như này thôi. Chứ còn có đứa ấy là sẽ không được ngồi ăn nên thong thả như kiểu này đâu. Hôm nay đi chơi ấy thì các cái trò chơi người lớn ấy, trò chơi bảo hiểm các kiểu, nhà mình không chơi được trò nào cả. Hôm nay chỉ đi chơi là gọi là phục vụ của đứa thôi, cho mình đứa đi chơi thôi. Nhờ đứa đi chặn đại kiện, đứa đi chặn nó tám mệt. Trên mình đang là tàu lượn siêu tốc ấy, nên là nó hơi ồn ấy, nên là mong mọi người thông cảm nha. Itadakimasu. Mời mọi người nha. Cô sẽ bài phát tặng. À, phía đầu bên kia mọi người nhìn thấy đỏ đỏ không? Đấy, bên này là đang có zombie rồi đấy. Ở đây vào mùa lễ hội Halloween ấy, đi Yulipa này vui lắm mọi người ạ. Kacha. Lisa. Lisa. Đông thật sự. Đó. Halloween ở đây này. Nó như thật luôn đấy. Chuẩn bị nó đến này, chuẩn bị nó đến này. Chuẩn bị nó đến đây. やっぱ怖いよね。前より怖くないよね。ミサ。あ?ミサ。ミサ。今いない。今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 。
Đi sở. Thế thương bà cứu. Thương bà kẹp bà cứu. Zombie nó tập bầy cứu. Yeah, bà cứu.
ばした。ルイ見ないね。Cả nhà mình vừa mới về đến khách sạn này mọi người. Đi cả ngày ở chỗ Unibar nó rộng quá, đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Về hai đứa ê ẩm hết cả chân luôn. Mặc dù từ chỗ Unibar ấy thì gần cái khách sạn này, nhưng mà gần theo đường chim bay mọi người ạ. Ở trong lúc nhà mình đặt ấy, như khách sạn ấy thì nó ghi là 1,3 cây. Xong đến lúc mà đi tàu kiểu gì ấy, phải đội hai chặng tàu mới về đến đây. Thôi cắt tần. Thôi mong. Thế là nhà mình phải đổi, vừa đổi tàu này, vừa phải đổi tàu này, lại phải đi bộ nữa. Nhà mình tính là định về sớm một chút, xong rồi để tối là đi ăn ấy. Đi ăn tối ấy, xong rồi mua bánh kem để gọi là hôm nay ăn liên hoan một chút, ăn mừng 100 ca sắp ấy mọi người. Nhưng mà bây giờ mệt quá rồi, không thể đi được nữa rồi. Cái nào cô mệt rồi. Bây giờ mình sẽ quay qua cho mọi người xem cái khách sạn nhà mình ở nhé. À, nói chung là cũng khá là rộng. Cả nhà ba người mình ở mà lại có hai giường. Hai cái giường đôi này. Hà chan do chi neru? Rui chan kochi. Washi kochi ni shou ka. Washi wa? Washi to kanon cha kochi ni shou ka. Washi kochi tte iwareru ka to omotta. Washi chigai. Chotto kanbai shou ka. Kanbai shou ka ne. Ja, kanbai no shunkan made. Bây giờ cả nhà mình đã ra tắm xong rồi, mình đã cho Rui ăn xong rồi. Thì bây giờ đến lượt mình với cả Kanako nhá. Vì tối về không còn một cái gì ăn. Mới đầu chúng mình dự định ăn ở quán cơ, nhưng mà về muộn quá. Mình hai là cũng không, bây giờ đau chân quá rồi. Nhìn hai cái chân của mình với Kanako này, dán hết hai bên. Phải đi mua miếng dán để dán luôn mọi người ạ. Đau nhức không chịu được ấy. Thế thôi, thế là từ bỏ. Akiramita ne. Nenyo. Soto de taberu no to keiki kai ni iku no akiramita ne. Nên là mình với Kanako là thôi, bảo thôi. Hai đứa bảo là đi mua mì, mới cả mua lon rượu, rượu hoa quả về uống để ăn mừng 100.000 sắp nha. Rượu hoa quả. Ok. Đấy, để chúc mừng. Thì lần này thì không có cầu kỳ gì cả. Đấy, sẽ là ăn mừng đơn giản như thế này thôi mọi người nhé. Còn đây sẽ thay cho lời cảm ơn gửi lên tất cả mọi người đã luôn yêu quý và ủng hộ gia đình mình trong suốt thời gian qua. Nhờ có mọi người mà gia đình mình đã đạt 100.000 sắp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. これからも頑張りますのでよろしくお願いします。じゃあみんなで一緒に。はい。乾杯。イエーイ。イエーイ。イエーイ。じ上空、じ上空。じ cầm cốc ra đây。じお茶、お茶、お茶。じ cầm じ茶 ra đây。乾杯です。ルイルイが。どうぞ。はい。え、飲めないけどね、乾杯だけね。あ、じかん、じかん、乾杯、ばば、じかん、じょう、ばば。あ、戻ってた。はい。じょう。もたいば、じょう。感謝、もう、ぐい、真っ直ぐ、にゃ、まい、もう、ぐい、にゃ。あ、もたいば、いえ、あんみ、あんみ、ごいで。何それ。ぬるくなったね。À, chắc là ngon. Cạnh mì gói sinh viên. Rõ ràng là ăn 100 ca sắp mà
À, mỗi đứa được không một bát bát mì này. Mà mọi người thông cảm nhá. Thật sự là mình cũng rất muốn là làm cái gì đó là đặc biệt một chút. Nhưng mà bây giờ cũng thật là mệt quá rồi ấy. Đi về nhà không mệt, ơi là mệt luôn. Nên là mong mọi người thông cảm nha. Đây là gọi là tấm lòng. Mà どこまでね、そのユニバで楽しんだっていう映像を皆さんに見せれるかわからないんですけど、本当に一日満喫しました。今までね、私はね、ユニバが大好きで、もう10回近く行ってきたんですけど、今年は初めてルイちゃんも一緒に行くから、もう何も乗れない。そう、子供用のアトラクションでも身長があと2センチ足りない。でも最後はね、ちょっとハロウィーンがあったから。そうそうそう、ハロウィーンのね、ホラーナイト大好きだから、毎年ハロウィーンに合わせてユニバに行くんですけど、ゾンビをね、ルイちゃんもね、見れて。ルイちゃん最初何も見れんかったけど、でもどんどんちょっと慣れてきてね。ね、来年は絶対行ける。来年行けるかな。ngày mai mình với cả có cả con cô thì có công việc ở trên Osaka này nữa ấy. Nên là mình ăn xong ấy thì mình cũng đi nghỉ ngơi thôi mọi người ạ. Chắc là video nhà mình sẽ dừng ở lại ở đây thôi mọi người ạ. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ gia đình mình nhé. Bye bye. Bye bye.